Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni em kính chào cô chủ nhiệm cùng toàn thể các đạo hữu duyên hôm nay Đạo tràng Bảo Yên chúng em được về chùa tu học và có mong nguyện được chia sẻ các câu chuyện tu tập chuyển nghiệp các đạo hữu tu tập trong đạo tràng do có rất nhiều dân duyên nhưng chủ yếu là duyên từ gặp các nghiệp khổ trong cuộc sống mà các đạo hữu tìm hiểu Phật pháp chủ yếu là qua kênh truyền thông của chùa Ba Vàng và câu lạc bộ Cúc Vàng các đạo hữu đã tăng sự uh, tín kính và tăng tâm nương tựa và đã tinh tấn thực hành các pháp theo sự sách tấn của cô chủ nhiệm rất chi tiết và uh, các đạo hữu đã đạt được kết quả là chuyển hóa được các nghiệp khổ trong gia đình của bản thân và người thân thì à, trong đó có một đạo hữu bạn là à, cán sự của đạo tràng à, đạo hữu đã tu tập chuyển hóa nghiệp cho con gái à, nghiệp bị bệnh ung thư tuyến giáp đó là trường hợp của đạo hữu vũ thị mận pháp danh tâm duyên à, đạo hữu đang là trưởng nhóm của nhóm cốc Lếu lào cai sau đây em xin mời đạo hữu vũ thị mận để lên trên sân khấu để chia sẻ lại câu chuyện của mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Em kính chào cô chủ nhiệm, kính chào toàn thể các đạo hữu. Em cũng xin giới thiệu, em tên là Vũ Thị Mận, pháp danh Tâm Duyên. Em hiện đang là nhóm trưởng của nhóm Cốc Liếu Lào Cai. Hôm nay thì em cũng xin được chia sẻ câu chuyện chuyển nghiệp của gia đình nhà em. Con gái em tên là Trịnh Thị Miền, sinh năm 2006 ạ tháng 8 năm 2020 thì con gái em thì tự nhiên là phát hiện ra có một cái u cục nhỏ ở hõng cổ này này thế thì khi đó thì em cũng nghĩ là chắc là cháu nó cũng bị biếu cổ thôi Thế thì khi đó thì em cũng cũng không để ý gì đến nữa vì là con nó cũng không có biểu hiện gì đau hay là nó nhức hay là nó nuốt bị nghẹn gì cả thì lúc bấy giờ em cũng bắn đi cũng chẳng nghĩ gì đấy thế là đến một tháng sau thì con lại nhắc vào Ơ thế mẹ không đưa con đi khám bệnh à? Thì lúc bây giờ em cũng chỉ định là đưa con đến cái chỗ phòng khám tư gọi là khám tai mũi họng bình thường thôi. Thế thì lại có cái em em ấy lại ở hàng xóm này em bảo là chị ơi em biết cái chỗ này họ khám thì họ sẽ xét nghiệm được cả tế bào ung thư đấy chị ạ. À? Chị đưa cháu nó đến đấy khám xem thế nào. Thế thì em cũng đưa cháu đến khám thì khám xong thì bác sĩ cũng lấy kết quả xét nghiệm thì lúc bấy giờ bác sĩ mới bảo là chị ơi cháu nó có tế bào ung thư rồi thì thực ra là lúc bấy giờ em cũng rất là bàng hoàng vì là nhân duyên nhà em thì cũng chồng em mới bị mắc ung thư thực quản và mới mất thì lúc bấy giờ thì cái tinh thần của em nó cũng chưa được ổn định lắm thế xong là rồi, rồi cháu thì nó cũng lo vì là bác sĩ cũng nói luôn với cháu là bây giờ cái nhà vì phải đi về hà nội để 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 chợ điều trị lúc bấy giờ trên đường đi về nhà thì em cũng đã nghĩ ngay là về em sẽ bạch lên đạo tràng lúc bấy giờ thì đạo tràng trưởng cũng có bạch cô và xin cô chỉ dạy thì cũng khai đàn bài số 8 để cho em tu tập để hồi hướng cho ca mổ của cháu được thành công thế thì đến hôm mà cho con đi mổ thì lại nhân duyên lại đúng vào cái hôm mùng 8 tháng 7 thì lúc bấy giờ là đạo tràng hồi hướng công đức toàn bộ cho ca mổ của cháu được thành công. Sau đó thì ca mổ đã thành công. Cái mổ xong thì cháu lại sức khỏe lại bình phục rất là nhanh. Mổ hôm đấy là ngày 28 tháng 8 năm 2020. Thế thì đến mùng 5 tháng 9 là phải khai giảng đi học rồi. Thế thì đến hôm mùng 4 là ra viện về đến mùng 5 là cháu đi khai giảng đi học bình thường ạ. Mà sức khỏe thì rất là, là rất là tốt ạ. Khi mổ mổ xong vẫn phải uống một đợt thuốc phóng xạ để trị cái chân tế bào ung thư cho nó dứt điểm. Mọi người nói là uống cái thuốc phóng xạ này nó mệt lắm. Thế thì khi mà uống thuốc phóng xạ xong thì nó lại tăng cân, tăng cân mà nó lại khỏe mạnh hơn là kể cả là hơn là lúc ở nhà. Trong cái thời gian đấy thì 3 tháng kiểm tra một lần thì cháu vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả. Thế đến tháng 8 năm 2021 thì đi khám định kỳ lần đấy thì do là lúc bấy giờ lại dịch bệnh là không đi Hà Nội được thì lại khám ở Lào Cai, bác sĩ ở Lào Cai khám xong cái lấy kết quả xét nghiệm thì bác sĩ bảo là chết rồi, sao chỉ số ung thư nó lại tăng cao như thế này? Bây giờ tăng lên tới 92,51 thì tăng gần như là tối đa. Bác sĩ cứ ngồi ngần ngừ bảo là bây giờ dịch bệnh như thế này đi hà nội thì không đi được mà trường hợp như thế này thì phải đi hà nội để bác sĩ ở dưới đấy thì phải cho uống thuốc phóng xạ chứ bây giờ mà ở nhà thì ở đây thì không có điều trị gì cả ở lào cai thì sẽ không có thuốc điều trị thuốc phóng xạ được thì bác sĩ cũng chỉ có kê đơn thuốc hóc môn và thuốc canxi gọi là những cái đấy cũng chỉ là cái hỗ trợ thôi chứ cũng không phải là thuốc chữa bệnh đấy là cái thuốc mà dùng cho người đã mổ ung thư tuyến giáp hoặc mổ vâng ạ. tuyến giáp là phải uống vào nó giống như là nội tiết đấy hả vâng ạ thì lúc bấy giờ thì con em nó về thì nó cứ khóc Mẹ ơi thế bây giờ nếu mà như thế này thì uh, có chữa được không hả mẹ? Thì em đã dặn con là mẹ về bây giờ mẹ lại bạch lên đạo tràng để khai đàn tu bài số 8 để uh, tu tập để hồi hướng công đức thì con cứ yên tâm không lo gì cả. Cũng lúc bây giờ em cũng nhất tâm em nương tựa và bây giờ chỉ có nhất tâm nương tựa tam bảo nương tựa vào sự dì dạy của trên sư phụ và sự hướng dẫn của cô chủ nhiệm uh, và đạo tràng cũng đã đến trợ uh, uh, duyên khai đàn để cho em tu tập thì thì ngày hai thời tu tập và bằng là uh, mình chân thật mình sám hối và tác phước cúng giường tam bảo để cầu siêu đăng ký cầu siêu cho vong linh vào ngày 14 và 30 và lúc đó em cũng tích cực đi làm phận sự thế thì đến một tháng sau thì em đưa cháu đi kiểm tra thì xuống kiểm tra thì đến lúc lấy kết quả thì xét nghiệm xuống còn có 39,37 thôi lúc bấy giờ em thấy là cực kỳ là nhiệm màu <laughs> em lại càng tinh tấn hơn để để tu tập và làm phận sự vì là khi mà biết là cái thuốc thì nó hỗ trợ thì nó không không có phải là thuốc chữa bệnh rồi mà bây giờ mình chỉ còn bằng cách là mình uh, tu tập để sám hối với các vong linh oan gia trái chủ xong là rồi uh, tác phước uống giường tam bảo để hồi hướng tới cho vong linh và mình làm phận sự thôi Thế thì đến tháng tiếp theo thì đưa cháu đi kiểm tra thì lúc bấy giờ là cái chỉ số nó lại xuống còn có phải 28,2 thôi ạ. Đấy. Xong tiếp tục thì vẫn bằng sự tu tập như vậy thì đến tháng tiếp theo nữa thì cho cháu đi kiểm tra thì cái chỉ số xuống còn có 3,4 ạ. thì Thì thực ra là lúc bấy giờ là em nghĩ là uh, chắc chắn là mình uh, chọn đúng con đường rồi uh về thì cũng vẫn là bằng cái sự tu tập xong là rồi à, em đưa con đi khám lần đấy thì à, kiểm tra thì bác sĩ nói là um, bây giờ là cái kết quả quá ổn rồi bây giờ là còn có 0,01 thôi à, đã trở về âm tính thì thực ra là lúc bấy giờ em vỡ hòa trong hạnh phúc cái nhà đúng là bằng cái sự tu tập quả, Phật pháp thật là nhiệm màu ạ thì mới đây là gần nhất mới đây là hôm tháng 11 vừa rồi là em cho con đi khám thì bác sĩ cũng có nói là kết quả rất là tốt. Nếu như mà sang đầu năm đây này, nếu mà đi kiểm tra cái nhá, kết quả nó vẫn tốt như thế này thì không phải uống thuốc phóng xạ nữa. Rất là hạnh phúc, đúng thật là hạnh phúc. Đây là chúng ta chưa dùng đến thuốc phóng xạ đấy mới chỉ có uống thuốc thuốc bình thường là điều tiết nội tiết thôi phải không? Trong cái lần trước chúng ta đi thì chúng ta phải uống phóng xạ thì nó mới trở về được bình thường. Thế lần này thì cái chỉ số ung thư là rất cao, cao quá rồi. Thế lần này là do là lúc bấy giờ là có dịch Covid cho nên không đi Hà Nội lấy thuốc được. Cho nên thôi đành ở nhà tu tập vì không có cách nào rồi. Nếu có cách đi được thì cũng đi lên để uống phóng xạ lần nữa quyết tâm chỉ dồn vào tu để cho lo triệt tiêu tế bào ung <laughs> thư đi thôi và chúng ta về tu sau 3 tháng tích cực tu tập bài số 8, nhưng mà làm phận sự cũng nhiều các quý đạo hữu ạ chúng ta có làm phận sự nhiều thì cái công đức đục hòa chúng ta nó mới tăng được thế rồi sau đó chúng ta hồi hướng thì đã được, được trở về âm tính thì ở đây chúng ta biết là bệnh là do nghiệp mà chúng ta đang khỏe mạnh như thế này vẫn ăn thế vẫn uống thế mà các cháu loại thì rất là nhỏ tuổi phải không các quý đạo hữu nếu mà nói là do thức ăn mà bị ung thư thì không phải rồi bố ăn mẹ ăn con ăn phải không thế đến cuối cùng thì y học thì nói rằng là do di truyền nhưng nhà phật chúng ta gọi là cộng nghiệp ví dụ kiếp trước cùng làm cái gì đó với nhau lay duyên về thành một gia đình gia đình rồi thì bắt đầu nó mới nó mới cộng nghiệp với nhau thế còn theo khoa học thì mình cứ gọi nó là di chuyển thế thì di chuyển thì chúng ta biết nó là cộng nghiệp thế và chính nghiệp cho nó phát ra bệnh bây giờ có tu đấy thế mà mỗi tu chuyển nghiệp đi thì bệnh nó tự chuyển phải không có quý đạo hữu những cái gì thì nó không chuyển được mà chúng ta phải can thiệp y học nhiều ví dụ như là chúng ta có một cái khối u rồi chúng ta có một cái khối gì rồi đấy chúng ta phải mổ phải xẻ phải viêm phải loét tất cả các thứ chúng ta phải tức là chúng ta vừa tu thì chúng ta phải vừa vừa tu để hồi hướng mổ đi cho nó được được ca mổ nó thành công nó được tốt đẹp nó triệt tiêu đi được các tế bào nó không tái phát thế nhưng sức tu của chúng ta có hạn nó chưa triệt tiêu hẳn đi được thì sau đó nó có tái phát thì chúng ta lại phải tu tập lại phải tu tập để cho nó triệt tiêu đi vì các quý đạo hữu biết là Đâu cứ phải nói cái câu là tu tập rồi nó triệt tiêu được hết Vì cái nghiệp nó nặng mà cái công đức tu của chúng ta Dù chúng ta tinh tấn đến mấy đi chắc nữa Nhưng thời gian nó ngắn, nó chỉ có ngần đấy thôi Vẫn không đủ Đấy là người tinh tấn hết cỡ rồi Còn người chưa tinh tấn hết cỡ thì nó không thể giảm đi ngần ấy được Các quý đại hữu có thấy đúng không? Thế kính thưa quý đạo hữu khi mà chúng ta tu tập phật pháp với chúng ta ở đời là chúng ta hay mắc phải những cái kiến thức đấy mà chúng ta không có áp dụng phật pháp mà chúng ta sẽ bị cuốn theo ví người ta bảo là à đây là cái này là di truyền từ người này sang người kia thế xong rồi lại nói rằng là có thể là do ăn cái gì uống cái gì hít thở không khí cái gì đó tất nhiên là cái đó nó cũng không ngoài nghiệp Ăn gì, uống gì, hít thở không khí, cái gì nó cũng không ngoài nghiệp. Nhưng nếu chúng ta mà tu tập chuyển hóa được nghiệp thì mọi việc nó sẽ chuyển hóa. Ví dụ như là ở cái nàng của chúng ta nó là bị nước bị ô nhiễm chẳng hạn. Nước bị ô nhiễm thì đương nhiên là bị ung thư rồi. Thế thì nếu như chúng ta không có một cái duyên nào để chuyển đi khỏi cái làng đấy thì chúng ta phải chấp nhận cứ ở đấy tuy rằng biết uống nước nó bị ung thư, vẫn ung thư. Phải không? Nó là một duyên mà. Thế nhưng mà khi chúng ta tu, chúng ta chuyển nghiệp Tự nhiên chúng ta lại phát sinh nhân duyên Vì cái, cái phước của chúng ta là phải được ăn uống cái nước tốt hơn Chúng ta lại phát sinh nhân duyên, chúng ta lại chuyển đi nơi khác Các quý đạo hữu có thấy không? Có gì ngoài nghiệp đâu Thế nhưng mà đây là nhà mình là không phải do nước rồi Không phải do đồ ăn rồi Đúc kết lại là do di, di chuyển Di truyền thì thôi thì chuyển cái cộng nghiệp đi là nó sẽ Thế và Tâm Trương là Quán tin rằng Một sự thật mà đạo hữu đã thực hành đó là sau khi lần thứ hai tái phát là chúng ta chưa có uống thuốc phóng xạ chứ nếu như hôm cái hồi đấy mà không có covid thì lại đi tiếp phải uống thuốc phóng xạ chứ và cũng chỉ hồi hướng là uống thuốc phóng xạ cho khỏi và cho khỏe người như lần một thôi đấy không? nhưng lần này thì chúng ta do covid cho nên chúng ta không không đi được nên ở nhà chúng ta chỉ mỗi uống thuốc thuốc của phật tu tập để chuyển nghiệp thế mà rồi nó cũng có kết quả thôi thì như vậy lòng tin của chúng ta sẽ tăng lên và ngôi quý đạo hữu lòng tin của mình nó sẽ tăng lên và mình sẽ tu tập từ cái sự tu tập đấy nó sẽ chuyển đi nhiều cái nghiệp khác trong cuộc sống của mình nó nhiều nghiệp lắm chứ có những cái ví dụ như bệnh này nó phát sinh ra thì chúng ta thấy rằng là chúng ta tu nó chuyển nghiệp thế còn bình thường chúng ta không có nghiệp thì chúng ta đã tu trước rồi tu cho con được tiêu trừ các ác nghiệp và về, về, về nghiệp bệnh thế nó tiêu đi rồi nó không phát bệnh chúng ta không nhìn thấy thôi chứ còn đã tu là là có công năng đấy thế. Các quý đạo hữu thấy đúng không? Đã có công năng có bệnh rồi thì nó còn khỏi. Thế giờ chúng ta chưa có bệnh thì chúng ta vẫn tu, chúng ta hồi hướng cho con là được khỏe mạnh tiêu trừ các cái nghiệp bệnh. Cái nghiệp nạn nghiệp bệnh. Thế thì nó nó tiêu đi mất rồi Nó chưa kịp phát tác ra, chúng ta không nhìn thấy thôi. Phải ngơ quý đạo hữu, chứ thực ra là nó tiêu chứ. Đấy chưa? Nhưng mà thường thường ấy thì lại hay như thế này khỏi bệnh rồi thì lại không tinh tấn nữa có đúng không ạ quý đạo hữu ta chỉ cần cái lúc đấy thôi khỏi giờ là ta không tinh tấn nhưng thực chất là chúng ta phải giác ngộ một chỗ là cứ tinh tấn như thế thì các nghiệp chưa sinh sẽ bị triệt tiêu đi còn hơn là cứ đợi nghiệp nó phát tác ra thì lại vất vả hơn lo lắng hơn thế thì cứ hàng ngày này tu tập tinh tấn đấy như đạo hữu thế đạo hữu có động lực Đấy, cháu nó còn nhỏ như thế, sợ nó hoang mang. Mẹ thì phải vững tâm vì bố mới mất. Mà bố cháu mất thì lại ung thư thực quản. Thì nó cũng là ở cái khu này thôi, phải không? Nó cũng là ở khu này thôi. Thì cháu nó lo là đúng rồi. Cháu nó còn nhỏ, cháu nó lo. Chứ thực ra người lớn cũng lo mà. Cái nào sống mà lại thấy hàng ngày mình đi đến cái chết thì có bảo là khổ nào hơn cái khổ đấy không? Các đạo hữu thấy đúng không? Không có khổ nào hơn khổ là ông chỉ sống được 3 tháng là thôi tự hàng ngày đếm là còn hai tháng 29 hai ngày, hai tháng 28 hai ngày, hai tháng 27 hai ngày. Thế thì còn ăn gì ngon, chơi gì vui. Thấy không? Sống như thế nó khổ lắm đấy chứ. Thế nhưng mà nếu như chúng ta có cái lòng tin là tu Phật Pháp sẽ được thì chúng bảo hôm nay tu được một ngày, mai tu được một ngày, ngày kia tu được một ngày, 10 ngày, một tháng thấy đi khám khỏi bệnh, giảm. Ôi rồi thôi hạnh phúc quá tiếp tục mai sẽ gắng tu lên để cho nó nhanh đó là thời gian nữa ví dụ nghiệp của chúng ta là nó ví dụ là nó có 50 chẳng hạn 50 này thế mà cái sức tinh tấn của chúng ta tinh tấn hết cỡ rồi không thể nào tinh tấn được nữa nó chỉ có thể giảm được 10 thôi thì đương nhiên nó vẫn còn phải tăng lên 40 có phải không các quý đạo hữu thế nó tăng lên 40 thì tháng sau chúng ta lại tinh tấn nữa nó cũng giảm được 10 nữa các quý đạo hữu thấy đúng không thì nó vẫn cứ còn tăng lên ba mươi chúng ta vẫn thấy nó tăng mà cho đến lúc nào mà nó hết rồi thì nó không tăng nó trở về trạng thái bình thường rồi rồi nó mới quay lại giảm tại vì cấp độ của nó là cứ tăng lên năm mươi một tháng tăng năm mươi lên một tháng năm mươi một tháng tháng lại cũng tăng lên năm mươi quý đạo hữu thấy đúng không thì tháng này tu chúng ta chỉ được 10 thôi thì đến tháng sau nó giảm đi độ tăng nó chỉ còn là bốn mươi thôi tăng bốn mươi thì các quý đạo hữu thấy nó vẫn tăng đúng không phải không Thế nhiều người không biết rồi bảo tôi vẫn càng tu lại nghiệp cứ thích càng trổ ra Có chỗ đâu kinh nghiệp cũ đi chứ Nó giảm đi rồi không nhìn đấy chứ Thế kiên trì tu mãi rồi đến lúc cuối cùng là Nó không tăng nữa là nó còn cái chỉ số bình thường là nó duy trì Duy trì rồi tu bắt đầu giảm Giảm, giảm, giảm các quý đại hiểu thấy đúng không? Thế nhiều người, nhiều Phật tử của mình là Cứ đòi là một lúi nghiệp Nhưng con tu được một quyển số 8, hai quyển số 8 Nhưng chưa thấy chuyển lại thấy tăng lên tăng thì vốn dĩ nghiệp nó đã tăng rồi Tu thì nó chỉ giảm cái độ tăng Chứ làm sao đã duy trì ngay được Đúng không các quý đạo hữu Nào duy trì được cũng còn phải tinh tấn lắm Mới duy trì được bình thường Không tăng, phải không? Chứ đang thì nó đang tăng rồi cơ mà Có đúng không? Đấy để từ tháng 11 gọi là 2020 đi Tức là lúc đấy về uống xong xạ trị rồi Thì có phải là đến tháng 8 năm 2021 Nó tăng lên thành 92, mấy nó tăng đến mức độ như thế cơ mà cái quý đạo yếu thế đúng không tức là nghiệp của nó đang tăng đang tăng chứ thì đến lúc mà đến lúc chúng ta tu thì nó so với lại cái lúc khỏi nó vẫn cứ là giảm nhưng mà giảm cái độ tăng chứ còn lúc đầu là nó không có gì nhá chỗ này tâm trí còn quán giải thích nhá từ đầu là nó không có gì xong sau đó nó tăng lên là 90, mươi uh, Xong sau đó đến tháng nữa thì nó vẫn còn so với cái chỗ không có gì là vẫn tăng lên 39,37. Đúng không quý đạo hữu? Rồi đến cuối cùng nó mới trở về vị trí 0,1 bình thường mà. Đúng không quý đạo hữu? Cho nên là nó đang tăng thì nó vẫn phải tăng Chúng ta cứ nói nó tăng so với cái giảm cái thôi Đấy, Ví dụ ở đây Tâm Chúa Quán kể cho các quý đạo hữu nghe Ung thư các quý đạo hữu còn thấy cái chỉ số nó bình thường như thế này À nó từ 92 xong nó xuống 39,37 Thế nhưng mà đến cái anh đánh bạc ấy, con tôi tu là nó đang đánh bạc. Nó yên yên được 2 3 tháng nó bây giờ lợi trổ ra, vào chỗ gì mà chỗ đấy là nó giảm, còn độ tăng của nó vẫn tăng. Các quý đại hiểu rõ chỗ này chưa? Đây cái anh ung thư là vẫn còn 39,37. Thế thì cái anh đánh bạc cái anh giảm mà anh vẫn phải bị đánh bạc nữa chứ, làm sao lại hết? Thế anh tu nữa thì cái đánh bạc nó vẫn phải đánh bạc nữa, đến bao giờ nó nó đánh bạc giảm dần giảm dần xong rồi nó không đánh bạc nữa rồi rồi sau nó mới trở lại bình thường nhưng phật tử chúng ta thì ung thư ở đây giảm nó gọi là giảm so với ung thư là tốt lắm rồi nhưng mà con cái chơi bời cờ bạc cá độ cứ đòi tu cái nó chơi lại bảo nó trổ quả bảo không phải là nó trổ quả mà nó giảm cái độ gì ở trong cái độ tăng thôi cái này từ đầu là từ không mà tăng lên thành 92 phải mấy không? Xong về sau xuống còn 39,37 là giảm cái độ tăng chưa? Có đúng không? Thế ông về sau xuống 28, mấy là giảm độ tăng Có đúng không? thế cái anh đánh bạc cũng thế Thì anh ấy, mình con mình chơi cờ bạc, mình tu Rồi hai tháng không thấy nó, đến ba tháng không thấy nó Nhưng đến tháng thứ tư lại thấy nó mất một khoản nhưng mà nó giảm độ tăng rồi Nếu mình không chơi Thì ngay tháng sau nó cũng bị Tháng sau nữa cũng bị Mà có khi nó mất hàng bao nhiêu nữa rồi vì nó đang giảm độ tăng Như vậy mới gọi là người tin và nhân quả Đã tin nhân quả thì mình biết là có tu tập thì có chuyện nghiệp Có đúng không quý đạo hữu? Thì nhân tiện cái việc ung thư đạo hữu Con nói đến cái độ tăng thì tâm trí con giải thích luôn Sang là cái nghiệp cờ bạc của con để cho các quý đạo hữu Khi chúng ta xem video này Chúng ta nếu gia đình chúng ta mắc vào cái nghiệp đấy Thì chúng ta đừng nói là tôi tu lối trổ nghiệp Nói như thế là người không tin nhân quả mà chẳng qua là nó đang giảm cái độ tăng Thì càng như vậy thì càng phải tinh tấn dũng mạnh lên Để cho nó giảm độ tăng nữa đi Giảm dân, giảm dân đấy Từ 92 còn 39 xong rồi còn 28 Thế rồi còn 3 rồi đến 1 Nó giảm độ tăng phải không có quý đạo hữu Chứ đòi là tội tôi thì tạo như lúi ấy. Nghiệp thất thoát tài sản đáng ra nó mất 5 tỷ cơ Giờ con tu như thế này rồi nó mới mất có 2 tỷ thôi còn nghiệp của nó còn phải mất 3 tỷ nữa cơ thế đến mất 2 tỷ tôi đã tu rồi thế đến tôi tu chưa được một chút gì tôi đã bảo ô nó vẫn cứ là chỗ nghiệp thôi tôi không tu nữa nhưng nếu không tu thì nó mất hết 5 tỷ đúng nghị nghiệp của nó thế còn nếu tu thì tôi phải tăng lên từ lúc 2 tỷ tôi tu thì nó phải tăng dần tăng dần lên mất thành còn 3 tỷ với ba tỷ rưỡi chứ do cái sức tinh tấn của mình hay không chứ có đúng không nào đó thì nhân tiện này là cái việc ung thư này là sẽ dễ giải thích vì a anh muốn là giảm cái độ tăng nhưng các nghiệp khác là cứ đòi là hỏi hẳn không có độ tăng nào, không giảm từ từ, không cho phép giảm từ từ. Bắt đầu vào tu cái là đăng nghiệp chơi cờ bạc, rượu chè trai gái liên tục giờ đòi là trở thành một đứa bé ngoan ngoãn luôn. Thế <laughs> là không hiểu, thấy không? Đó. Thì đúng là chúng ta có tu, có chuyển nghiệp thì ở đây trong cái câu chuyện của Đạo Hữu là một câu chuyện rất là hay Để khẳng định được giá trị tu tập của Phật Pháp Thứ nhất là giúp cho mình có được cái phương hướng mình không phiền não Mình biết cách đã Phải không quý Đạo Hữu? Cái đấy là đã quan trọng lắm rồi Chứ nếu không thì gia đình nó sẽ sẽ loạn Nên mình cũng sẽ suốt ngày kêu khóc thôi Thấy không? Vừa mất chồng ung thư giờ đến con nữa thì chỉ có kêu khóc thôi cái thứ hai nữa là khi có bệnh rồi được nhờ cả đạo tràng giúp đỡ để tất cả mọi thứ của mình mình tự nhìn thấy mà mình tự nhìn thấy cháu yếu ớt như thế mà cháu mổ xong lại khỏe hơn tất cả mọi người đấy là điều người ta gọi là phi khoa học phản khoa học <laughs> có thể xảy ra phải không? Và cái thứ ba nữa là mình uống thuốc phóng xạ vào thì người nó không bị mệt như thế kia thứ tư nữa là bệnh tái phát không cần uống thuốc gì tu tập là chuyển hóa được và cái khẳng định cuối cùng đấy là cái là à khiến cho mình có lòng tin vững chắc hơn rất là lợi ích rất là tùy hỷ có quý đạo hữu trên đức phật mới dạy là pháp của phật đến để mà thấy tức đến tức là thực hành ấy, có giá trị thiết thực ngay trong hiện tại tu hiện tại chuyển ngay trong hiện tại chứ đừng nghĩ rằng pháp phật tu đến kiếp này kiếp sau mới hưởng nếu mà chúng ta nói rằng kiếp này tu kiếp sau mới được hưởng ấy thì như vậy e rằng là đang đi lừa bịp phải không kiếp sau đã nhìn thấy đâu nó phải được ngay trong kiếp này đã thì mới có đến cái kiếp sau tức là chúng ta phải có của ăn rồi mới của gì của đẻ bây giờ chết đói lại bảo có của đẻ thì nó vô lý phải không quý đạo hữu Thế cho nên Phật Pháp là đúng là hiện tại ta phải chuyển nghiệp. Thì ta biết rằng à hiện tại đã chuyển nghiệp như thế. Đấy là phước báo ngay rồi. Thế thì cái phước báo phát sinh trong kiếp sau thì còn phải nhiều hơn thế rất nhiều. Thành ra quý đại hữu bởi phước báo mà. Phước báo thì bao giờ nó cũng sinh sôi nảy nở. Nó không phải là nó không sinh sôi đâu. Ví dụ tâm trí còn có nói ví dụ cho các quý đại hữu thế này. Khi chúng ta tu tập ấy, hôm nay tu rồi thì có phải là, là mình bắt đầu bỏ một chút việc ác Mai lại tiếp tục tu thì lại bỏ nhiều hơn, ngày kia tiếp tục tu lại bỏ nhiều hơn. Thế tâm chúng ta đã thấy giác ngộ thế này rồi thì có phải là càng ngày chúng ta sẽ càng tinh tấn đâu? Thế thì phước báo nó sẽ sinh sôi ra, nó có những cái loại phước báo mà ngay bây giờ chưa hưởng được, đó là gì? Ví dụ, chúng ta có tu thì chúng ta có là có cái phước báo là hình tướng tốt đẹp. Cái đấy là chúng ta không được hưởng ngay đâu nha chỉ khỏi bệnh thôi tại vì thân nó theo quy luật sinh già bệnh chết và cái 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 hình dáng của chúng ta nó cố định như này rồi chúng ta chưa phải là bậc toàn giác mà đòi đẻ ra đã 32 tướng tốt tám mươi vẻ đẹp phải không thế chúng ta phải theo quy luật sinh già bệnh chết người nó là cái này rồi trông nó chỉ tươi tắn hơn thôi răng cái ra cái vào thì nó cũng cái ra cái vào rồi phải không chán dô gọi là mặt gãy nước rồi Bây giờ chỉ tu đến kiếp sau mình có phước của mình đẻ ra tự nhiên nó chúng ta sinh vào nơi gia đình bố mẹ tê tốt rồi mình mới mì, tê tốt thì có những cái phải kiếp sau mới trổ quả thấy không đó là những cái cố định ví dụ hình tướng có đúng không nào thế còn nếu như đến một lúc nào đó mà cái phước của chúng ta nhiều tạo ra nhiều quá cái thân này nó không chứa nổi cái phước thì chúng ta phải chết cái thân này để sinh cái thân khác giống như là hoàng hậu uh, ma ra đấy ngài sinh ra thái tử tất đạt đa thì cái thân của Ngài không chứa nổi cái phước Thân của bà là không chứa nổi cái phước mà bà tạo ra Và cả cái cõi Nam Diêm Phủ Đề này Của cải cũng không đủ để phục vụ cho bà Vì cái phước của bà phải được cái của cải mỹ diệu Cho nên bà sinh thái tử tất đạt đa ra xong là 7 ngày Bà thác sinh lên cõi trời luôn Đau lợi Thế còn nếu bây giờ chúng ta mà phước nhiều quá là chúng ta sẽ chết toi đi đấy Nói chứ là không có phước cũng chết Mà phước nhậu chết Nhưng mà chết một cách tự tại Chết một cách hoan hỷ, Chết một cách mà không để lại những dư âm đau khổ cho người đời Đấy chúng rõ chỗ này chưa Đấy Chứ còn chúng ta cũng mong cái chết toi đấy mà chắc cũng chưa được đâu Bây giờ mới mong tiêu nghiệp để cho nó sống thôi Chứ không phải là nhiều phước quá là nó chết đi mất đâu mà bây giờ mới chỉ có là nhiều nghiệp quá thì chết thôi các quý đạo hữu ạ, đúng không? Chứ chúng ta chưa tu được ở cái thể là nhiều phước quá thì chết, các <laughs> quý đạo hữu ạ. Nó có cái chuyện là nhiều phước quá thì chết. Đức Phật dạy là khi mà viếng thăm tứ thánh tích của Đức Phật ấy, với ai cảm xúc, cảm xúc mà chết tại chỗ thì người đó được sinh lên cõi trời. Thế tại sao lại như vậy? Là khi viếng thăm tứ thánh tích thấy được công đức tu tập của Phật lớn quá Thì mình tạo ra cái tâm hoa nỉ của mình lớn quá Lớn quá Đến mức độ cái thân này nó không chứa được Cho nên nó tự thác sinh đi rồi đi lên trên cõi trên Đấy, chuyển sinh một cách tuyệt vời à, Ngơ quý đạo hữu Chuyển sinh một cách tuyệt vời Đó, à, nhé Thì đúng là nhân quả là, là có thật Nhân quả là sự thật Ai cũng bị vận hành bởi vì cái quy luật nhân quả Cho nên chúng ta trước kia có tạo nghiệp Thì bây giờ bị bệnh tật Bây giờ cái tinh tấn tu tập Thì phát sinh các nhân duyên để khỏi bệnh Một là tự khỏi Hai là gặp thầy gặp thuốc thì khỏi Đúng không ngơ quý đạo hữu? Đấy rất là nhiều nhân duyên để khỏi bệnh Đấy, rất tùy hỷ đạo hữu. Kính bạch cô, qua câu chuyện của đạo hữu Mận, thì yeah. Em kính với cô trong đạo tràng cũng có rất nhiều nhân duyên của các đạo hữu cũng có những cái hoàn cảnh rất đặc biệt và rất là khổ nhưng mà một lòng nhà nương tựa lời sư phụ và đại tăng và với sự hướng dẫn chi tiết thực sự chúng em phải nói một câu là quá may mắn từ cô để mà chúng em được như ngày hôm nay em không biết nói gì nhiều để xin thành kính tri ân công đức của tam bảo của trên sư phụ cùng đại tăng và cô để chúng em cũng nguyện sẽ mãi mãi được cô dìu dắt và chỉ dạy chúng em trên con đường học đạo Đây, chúng ta sẽ là những người bạn đạo mãi mãi cho tới ngày thành phật đấy là gọi là duyên bồ đề hạnh bồ đề nguyện bồ đề và đi đến cuối cùng để thành tựu vô thượng bồ đề theo bước chân của đứng cha lành của chúng ta Phật thích ca mâu ni như các quý đạo hữu nhé à, chúc các quý đạo hữu à, qua những câu chuyện này thì các quý đạo hữu hãy vững tâm tinh tấn bỏ ác hành thiện Cho nên như là lời sư phụ chỉ dạy trong kinh ấy chứa thiện thì được an vui chứa thiện tâm mình lúc nào mình cũng mang cái điều thiện vào tu tập sám hối làm điều thiện thì mình sẽ được ăn vui thôi nhé ở chúc các quý đạo hữu tinh tấn năm mươi phật nguồn sư thích ca mâu